Người đàn ông này đi học nhưng chưa bao giờ muốn học. Thay vào đó, anh ta đang vắt óc suy nghĩ mỗi ngày, làm thế nào để có thêm nhiều bạn gái. Nhưng anh lại lựa chọn chia tay khi hai bên đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Đằng sau hành động bất thường này, như lại cất giấu một bí mật đủ để khiếp sợ tất cả mọi người. Anh ta tên là Từ Tử Ngâm, bị chẩn đoán mắc bệnh nan y ở tuổi 18, nhưng lại vô tình kích hoạt một hệ thống gọi là yêu rồi chia tay. Hệ thống này chỉ cần cùng yêu nhau một tháng với bạn gái rồi chia tay, là có thể tăng được tuổi thọ nhất định vì thế để anh có thể sống sót chỉ có thể mỗi ngày đều ở đại học tìm đối tượng yêu đương mà hiện tại anh ta đang theo dõi tổng cộng có hai nữ sinh một người là một nhà thơ rất tài năng và xinh đẹp và một cô gái khác vân tiêm vũ không chỉ không biết cách ăn mặc lại vô cùng trầm mặc ít nói và mỗi khi các sinh viên khác tận hưởng cuộc sống đại học cô ấy sẽ đi một mình dưới cầu vượt bán những món đồ rẻ tiền bởi vì từ nhỏ ra cảnh bần hàn của nàng phải dựa vào chính mình chống đỡ cái nhà này hơn nữa cô còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho em gái trong nhà. Vì thế từ từ ngâm vì tiếp cận nàng, giúp cô ấy bán hàng cùng nhau mỗi ngày, nhưng dần dà. Từ từ ngâm phát hiện cô gái trước mắt này cũng không phải dễ dàng lừa gạt như vậy. Dù sao hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian tiêu hao Bởi vì thông thường mà nói, Vân Tiêm Vũ chỉ là một người mà thôi. Cho dù có yêu cô ấy thành công, cũng chỉ có một cơ hội để tăng tuổi thọ. Mà từ từ ngâm muốn làm tuyệt đối không chỉ như thế. Tuy rằng Vân Tiêm Vũ bên này tự nhiên cần tiếp tục theo đuổi, nhưng anh không thể tập trung toàn bộ vào một mình cô. Vì vậy, để mở rộng vòng tròn giao tiếp của mình, nâng cao tài năng và năng khiếu của bản thân, nên sáng sớm ngày hôm sau, chọn tham gia câu lạc bộ lễ nghi của trường sau khi làm xong việc này. Hắn như thường lệ đi tới trước quầy hàng của Vân Tiêm Vũ giúp nàng bán đồ. Lúc này Vân Tiêm Vũ mím môi muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng nhìn nụ cười phát ra từ đáy lòng từ tử ngâm, lời nói kia chặn ở cổ họng, lại không biết nên nói như thế nào. Một lát sau, Cô mới nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, bởi vì từ khi có Từ Tử Ngâm gia nhập, cô ấy làm ăn khá hơn nhiều, trong lòng cảm kích anh ta, nhưng đồng thời vẫn còn giữ một ít thái độ hoài nghi, dù sao Từ Tử Ngâm xuất hiện quá đột ngột, sự vô lý đã xâm nhập vào cuộc sống yên bình của cô ấy. Nhưng nhìn nụ cười thật lòng thật dạ của Từ Tử Ngâm, Vân Tiêm Vũ lại không có cách nào nói những lời đả thương người khác. Dưới ảnh hưởng của những mâu thuẫn phức tạp, tần suất Vân Tiêm Vũ ngẩn người tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, từ từ ngâm ngồi trên băng ghế nhỏ nâng cầm im lặng nhìn cô. Cô gái trước mắt rõ ràng có mái tóc đen nhánh mềm mại. Lại bị một cây châm gỗ lung tung khai lên. Chỉ để lại một đầu tóc đen hỗn độn phất trên trán Che giấu vẻ ngoài của mình. Nhưng trong khoảnh khắc cô cúi đầu. Từ từ ngâm vẫn là kinh hồng thoáng nhìn thấy rõ diện mạo của cô. Ngay lúc này, từ từ ngâm nghĩ tới hai từ rất đẹp. Sáng như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt. Bỗng nhiên, từ từ ngâm cũng có chút hiểu được. Tại sao cô ấy luôn mặc đồ cồng kềnh và không vừa người? Có lẽ vì cuộc sống khó khăn có lẽ là để tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng Từ Từ Ngâm biết, tướng mạo của cô ấy không dễ dàng lộ ra cũng không hẳn là chuyện xấu. Sắp đến lúc dọn hàng về nhà rồi, lúc này Từ Từ Ngâm lấy di động ra ôn hòa nói, "Bạn Vân Tiêm Vũ, chúng ta có thể thêm phương thức liên lạc không?" Nghe nói thế, thân sắc Vân Tiêm Vũ có chút do dự, nhưng cô lại cảm thấy đối phương giúp mình như vậy, yêu cầu nhỏ này mình không nên từ chối. Vì thế sau một lúc do dự, cô mới lấy từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động cũ kỹ cúi đầu nhát gan nói, tôi không có phần mềm chat đó. Nếu anh không phiền, hãy để lại số điện thoại. Lúc này từ từ ngâm nhìn số điện thoại trong di động, trong lòng không biết vì sao sinh ra một loại cảm giác phức tạp. Trên đường về, từ từ ngâm vẫn như hôm qua, đưa cô ấy đến khu trung cư rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi quay, từ từ ngâm đột nhiên cười nói một câu. Vân Tiêm Vũ bạn học, chúng ta bây giờ là bạn bè sao? Có lẽ từ bạn bè quá xa lạ với Vân Tiêm Vũ. Cô ngây ngốc chớp hai cái mắt to cũng không trả lời cho đến khi bóng lưng Từ Từ Ngâm đã biến mất ở góc đường. Cô mới mím cái miệng nhỏ nhắn lặp đi lặp lại nỉ non một tuần, "Bạn bè sao?" Đang nói, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, "Sáng hôm sau, mấy nữ sinh đang nhìn bóng lưng Từ Từ Ngâm nhỏ giọng xì xào bàn tán. Bọn họ đối với Từ Từ Ngâm thân thiết qua lại với Tiêm Vũ gần như vậy, cảm thấy vô cùng bất mãn. Dù sao Từ Từ Ngâm cũng là nam sinh có nhan sắc cao nhất trong lớp, tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều cô gái, chỉ là ngại bản năng rụt rè của nữ sinh." họ sẽ không chủ động tiến lên bắt chuyện, nhưng cũng không cản trở các nàng vụng trộm nhìn chăm chú từ từ ngâm. Nói xong bọn họ lại bắt đầu trách cứ Vân Tiêm Vũ. Một nữ sinh trong đó càng cau mày châm chọc nói, Vân Tiêm Vũ này từ khi khai giảng đến giờ báo danh, chúng ta chưa từng gặp cô ấy ngoại trừ huấn luyện quân sự. Không ở trong trường, không tham gia bất cứ hoạt động nào, làm cho mình thật thanh cao. Mà Vân Tiêm Vũ trốn tránh đám người như vậy vốn là hành động vô tình. Nhưng lại bởi vì từ từ ngâm thỉnh thoảng chủ động tìm nàng, dần dần rơi vào trong mắt một số người, tự nhiên cũng có chút miệng lưỡi lúc này trong ký túc xá nam sinh từ tử ngâm đang tìm kiếm mục tiêu yêu đương trên diễn đàn trường học đột nhiên ánh mắt của hắn liền bị một bài post hấp dẫn đây là do nữ thần trường học tần phi yên công bố nội dung cô đăng cần tìm một chàng trai đẹp trai đóng vai nam chính trong phim trường rất nhanh từ tử ngâm liền lâm vào trầm tư phải biết rằng bộ phim này sẽ không chỉ được chiếu trong bữa tiệc tân sinh viên nó sẽ được đăng lên mạng mà đây chính là cơ hội tốt để từ tử ngâm mở rộng vòng tình yêu của mình sau đó hắn quyết đoán dựa theo số điện thoại lưu lại trên bài post gọi tới. không lâu, trong điện thoại liền truyền đến một tiếng ngự tỷ lạnh lùng dị thường. sau đó hai bên đi qua cục tự giới thiệu đơn giản, hẹn buổi tối phỏng vấn tại phòng nhiếp ảnh của trường. cũng chính vì hành động lần này của từ từ ngâm, khiến cho cuộc đời hắn hoàn toàn thay đổi. trong lúc bất tri bất giác, màn đêm dần dần tối đi. lúc này từ từ ngâm điều chỉnh hơi thở một chút, mỉm cười gõ cửa văn phòng nhiếp ảnh. từ từ ngâm bước vào, trong phòng chuyện nam nữ đang không khỏi ngừng nói chuyện ánh mắt đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, mấy nữ sinh trong phòng lập tức sáng mắt lên. Khi ánh mắt từ từ ngâm nhìn lại, một cô gái thon dài và cân đối, mặc váy dài tự màu, dáng người uyển chuyển lung linh phát họa ở giữa, mị hoặc mà tràn ngập ý nhị, mà cô chính là người phát hành bài post. Tần Phi Yên cùng lúc đó, đối phương cũng đang cẩn thận đánh giá từ từ ngâm. Rất nhanh, trên mặt Tần Phi Yên hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Còn chưa đợi từ từ ngâm có phản ứng, Tần Phi Yên liền đem một tờ đơn đưa qua lập tức lại bắt đầu nói đến nội dung phạm vi phim. Bộ phim kể về một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Hai người vì thi đậu đại học trong lòng, cùng nhau cố gắng học hỏi. Sau đó, như mong muốn, đồng thời thi đậu vào trường mà mình yêu thích. Cuối cùng người yêu trở thành người thân, trò chuyện trò chuyện, sắc trời cũng dần dần ảm đạm. Khi từ từ ngâm rời khỏi văn phòng nhiếp ảnh đã là khoảng 9 giờ tối. Bỗng nhiên phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu trong trẻo. Tìm kiếm tiếng nói, chỉ thấy Tống Thi mặc một thân váy liền áo tuyết tự, buộc tóc đuôi ngựa nhoáng một cái chạy về phía từ tử ngâm lúc này dưới ánh đèn lờ mờ ven đường hai người trò chuyện với nhau về tương lai của mình cho dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau một mình nhưng trên mặt tống thi lại nhìn không thấy một tia thận trọng cùng không được tự nhiên dường như cô ấy tràn đầy sức sống với mọi thứ xung quanh nghe thanh âm thanh thúy của thiếu nữ bên tai kia bước chân từ tử ngâm không khỏi nhẹ nhàng hơn rất nhiều tạm biệt tống thi cục từ tử ngâm mở ra một tài liệu trong sổ tay trầm ngâm nhiều lần anh ta vẫn gõ ba cái tên vào tài liệu Vân Tiêm Vũ Tần Phi Yên, Tống Thi. Ba người này là những cô gái mà anh cảm thấy có điều kiện tốt nhất về mọi mặt. Nếu so sánh tổng hợp, vẻ ngoài của họ không phân biệt được. Mỗi người đều có ưu điểm riêng. Nhưng cứ nói đi, Vân Tiêm Vũ thậm chí còn tốt hơn. Nhưng tính cách của cô ấy hơi đặc biệt. Từ từ ngâm biết rõ muốn trong thời gian ngắn công lực kỳ thật khó khăn cũng không nhỏ. Mà hắn đối với Tần Phi Yên hiểu biết quá ít. Và những người phụ nữ như vậy sẽ không thiếu người theo đuổi trong thời đại học. Vì thế từ từ ngâm liền ở phía sau tên Tần Phi Yên viết một cái đợi định. Dần dần hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái tên cuối cùng, tự hỏi mình, tống thi cho hắn giác quan đặc biệt tốt. Không chỉ tự hành động, hơn nữa toàn thân tràn đầy mười phần khí tức thiếu nữ. Không nói đến yêu đương, chỉ cần ở bên cô ấy, từ từ ngâm cũng cảm thấy thể xác và tinh thần mình sung sướng không ít. Sau một phen suy tư, từ từ ngâm thở dài một hơi, thời gian không đợi người à.